Hello, xin chào các bạn. Mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm mô hình Optimus Prime từ bìa carton nhé. Ok, let's go. Mình in sẵn bộ kit mô hình Optimus Prime. Vì mình làm bằng bìa carton nên mình chỉ in đen trắng trên giấy bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ dùng những cái chi tiết này để in mẫu lên bìa carton và cắt nó ra nhé các bạn. Các bạn lưu ý là nhớ cắt tỉa các cạnh và các nếp gấp để dán cho khớp nhé, vì bìa carton nó khá là dày đấy. Giờ thì cùng dán các chi tiết lại với nhau nào.
Vậy là chúng ta đã dán xong phần đầu của mô hình Optimus Prime rồi các bạn ơi. Mình cũng xin phép tạm dừng video ở đây nhé. Các bạn hãy ấn đăng ký và click vào nút chuông thông báo để theo dõi tiếp mình hoàn thiện mô hình Optimus Prime này nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Bye!